Kính thưa toàn thể vị và đối tác chương trình, lên xin được mời vị cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính, ca khúc được mang tên Ai Đưa Em Về. Và với ca khúc này, xin chúng ta cùng cho một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón tiếng hát của Tiến Quân. Sau tiếng hát của Tiến Quân là tiếng hát của chị Phượng chuẩn bị. Em ai không ai đưa về.
đêm nay cô đơn đi về, trên người hãy nhớ tình tôi. Cảm ơn. Kính thưa toàn thể vị, Lan xin được thông báo là tất cả các tiết mục mình hát trong chương trình ngày hôm nay được ban tổ chức dàn dựng và đăng trên kênh YouTube Ca Nhạc Ca Cổ Miệt Dương. Quý vị có thể theo dõi tầm khoảng 15 phút sau là bài hát của mình có trên mạng YouTube nha quý vị. Kênh YouTube Ca Nhạc Ca Cổ Miệt Dương, nhớ bấm đăng ký kênh và giới thiệu chia sẻ cho nhiều người cùng theo dõi. Quý vị có thể tìm gõ thông tin là phòng trà nhanh lên tên bài hát cùng với tên của mình thì thông tin sẽ được lưu giữ trên YouTube. Một lần nữa trân trọng cảm ơn. Nói tiếp chương trình, Lan xin được mời vị cùng cho một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thái Mỹ, ca khúc được mang tên Hoa Nở Trên Đường Quê Hương. Và với ca khúc này, mời vị cùng cho một tràng vỗ tay để chào đón tiếng hát của chị Phượng. Và sau tiếng hát của chị Phượng là tiếng hát của Quỳnh Hương chuẩn bị.